Rạn da là một vấn đề mà nhiều phụ nữ gặp phải. Những vết rạn da thường không nguy hiểm nhưng lại khiến nhiều người mất tự tin vì sự thiếu thẩm mỹ mà chúng gây ra. Để khắc phục vấn đề này, bản tin hôm nay sẽ giới thiệu đến bạn sản phẩm Bioi giúp làm mờ sẹo và giảm rạn da hiệu quả đang được nhiều người khuyên dùng. Đôi nét về thương hiệu. Bioi là một thương hiệu mỹ phẩm đến từ nước Úc. Đa số các sản phẩm của hãng chỉ chú trọng đến vấn đề chăm sóc cơ thể. Nổi bật nhất chính là các sản phẩm chống rạn da phù hợp với tất cả mọi người đang gặp phải vấn đề này. Không chỉ nổi tiếng với các thị trường Úc, Canada, các sản phẩm của thương hiệu Bioi còn nhận được sự quan tâm của các thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Các sản phẩm của hãng trước khi được đưa ra thị trường đều được kiểm nghiệm và thông qua các quy định nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng. Thiết kế bao bì Bioi. Dầu Bioi được thiết kế dưới dạng hình trụ, vỏ chai bằng nhựa tái chế trơn nhẵn, màu hồng nhạt nhìn xuyên thấu được bên trong. Nắp chai màu trắng trơn ôm lấy thân chai một cách chắc chắn, tùy theo dung tích 60ml, 125ml hay 200ml mà độ cao của chai sẽ khác nhau. Trên thân chai và bao bì đều in lượng thông tin như nhau, bao gồm logo, tên sản phẩm, dung tích, tên thương hiệu và một loạt các công dụng được ghi bằng tiếng Anh rất chi tiết. Lỗ lấy sản phẩm nhỏ nên bạn có thể yên tâm không lo sản phẩm bên trong bị đổ ra ngoài. Thành phần của Bioi. Bulin Oil, một loại dầu đặc biệt được bào chế riêng biệt chỉ dành cho thương hiệu của Bioi, mang đến khả năng điều trị rạn da, vết sẹo lồi và tăng cường khả năng thẩm thấu của dầu được tốt hơn, không tạo cảm giác nhờn rít, khó chịu. Rosemary Oil, chiết xuất từ hương thảo, có khả năng kháng viêm, giảm thiểu tình trạng da bị kích ứng, tăng cường khả năng của hàng rào bảo vệ tự nhiên trên da. Lavender Oil, chiết xuất từ hoa ải hương, tăng cường khả năng chống oxy hóa, giúp da sáng và đều màu, mang lại cảm giác thư giãn khi sử dụng. Calendula Oil, chiết xuất từ hoa cúc La Mã, giúp làm dịu da, cải thiện cấu trúc bề mặt cho da mịn màng, không khô căng. Vitamin A, vitamin E, cấp ẩm, dưỡng ẩm sâu từ bên trong, tăng cường độ đàn hồi và săn chắc. Trong bảng thành phần có chứa dầu khoáng dưới dạng paraffinyl liquidum, không chứa cồn khô hay chất gây hại khác cho da. Công dụng của Bioi, làm mờ đi vết sẹo cũ, đặc biệt là các vết sẹo lồi, cải thiện được bề mặt da giúp da mịn màng hơn, giảm thiểu tình trạng bị rạn da và làm đều màu da trong quá trình mang thai hay do sự phát triển đột ngột của cơ thể như tăng cân, phát triển chiều cao quá nhanh hạn chế sự hình thành các thâm mới, làm mờ đi các vết thâm, cải thiện tone da sáng được sáng hơn, cấp ẩm, dưỡng ẩm sâu từ bên trong cho da luôn được mịn màng, không bị nứt nẻ, bong chóc, giảm thiểu sự hình thành các nếp nhăn, tăng cường độ đàn hồi và săn chắc, nuôi dưỡng da từ bên trong. Cách sử dụng Bioi. Bạn cần làm sạch da trước khi bắt đầu thoa dầu Bioi. Cho một lượng vừa đủ ra lòng bàn tay, sau đó xoa đều lên các vùng da dễ bị rạn nứt như ngực, nách, vùng đùi, vùng mông. Massage nhẹ nhàng theo vòng tròn từ 30 giây đến 1 phút để sản phẩm được thẩm thấu một cách tốt nhất. Nên sử dụng mỗi ngày 2 lần để đạt được hiệu quả rõ rệt nhất. Lưu ý khi sử dụng dầu Bioi, chỉ nên thoa sản phẩm ở những vùng da lành, không bị tổn thương để tránh làm rát da, đỏ da, ảnh hưởng không tốt. Đối với phụ nữ mang thai nên dùng từ lúc bắt đầu mang thai để phòng tránh rạn da được tốt hơn. Theo khuyến cáo, tốt nhất bạn nên thoa mỗi ngày 2 lần, không nên thoa quá 4 lần trên ngày, quá 5 phút cho một lần thoa sản phẩm. Khi dùng trên mặt các bạn da dầu cần cân nhắc vì độ ẩm dồi dào từ dầu dưỡng có thể làm bạn bị bít tắc lỗ chân lông gây mụn. Bạn có thể cho một lượng nhỏ da tăm bông rồi chấm lên vùng da muốn cải thiện, ưu nhược điểm, ưu điểm. Sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa thành phần Bulin Oil giúp thay đổi độ đặc sản phẩm, không gây nhờn rít, đảm bảo các tinh chất có trong vitamin và chiết xuất từ thực vật có thể dễ dàng thẩm thấu qua da và phát huy tác dụng của mình. Cấp ẩm, dưỡng ẩm tốt, hương thơm dễ chịu, tạo cảm giác thoải mái, thư giãn cho người sử dụng. Thiết kế bao bì đơn giản, gọn nhẹ tiện lợi mang theo, dễ sử dụng, dùng được cho nhiều vùng da cơ thể và công dụng khác nhau. Sản phẩm được sản xuất với công nghệ tiên tiến hiện đại, đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định của Nghị viện châu Âu, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, FDA, vì vậy mà NN toàn, lành tính phù hợp cho cả phụ nữ mang thai. Làm mờ được các vết rạn và vết sẹo mới. Giá thành bình dân. Nhược điểm: không làm mờ được rạn trắng và sẹo lâu năm. Hiệu quả nhanh hay chậm tùy theo cơ địa của mỗi người, cần kiên trì thực hiện đều đặn trong thời gian dài, tối thiểu là 3 tháng để có hiệu quả tốt nhất. Đến đây, chắc hẳn các bạn đã hiểu phần nào sản phẩm này lại được yêu thích đến vậy rồi đúng không nào? Mặc dù còn tồn tại nhược điểm cần kiên trì thực hiện trong thời gian dài để có hiệu quả tốt nhất, nhưng không thể phủ nhận Bioi là sản phẩm hiệu quả giúp hỗ trợ điều trị rạn da. Bạn có thể mua hàng tại link dưới video nhé!